phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thời gian tới sẽ tiếp bước đi lên, tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, duy trì chất lượng trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xứng đáng với lòng tin, sự mong đợi của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Với mục đích giúp các bạn học sinh thể hiện được tình cảm, phát huy mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè, giáo dục cho học sinh nhận thức được trách nhiệm phải giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường. Hôm nay, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của năm học mới dưới mái trường thân yêu, chúng em tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho khối 10, khối 11 với chủ đề phát huy truyền thống nhà trường, xây dựng và phát triển nhà trường. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu các thầy cô trong ban giám hiệu cùng các cô thầy, và các bạn trong hòa sinh toàn trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cô toàn thể các bạn học sinh thân mến. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng em xin kính mời thầy cô và các bạn học sinh lắng nghe ca khúc Bụi Phấn đến từ bạn Phạm Đình Đông lớp 10A1. Xưa